trình học Global Success. Chúng mình hầu hết các bạn đều đã được học chương trình Global Success rồi. Vậy thì những cái chủ đề từ vựng liên quan đến từ vựng này, pháp ý, thì nó đều được nằm trong cái quyển sách mà chúng mình học trên trường đó. Vậy vậy thì cô sẽ chúng mình sẽ có thời gian để chúng mình ôn tập cái chủ đề. Hầu hết thì những cái chủ đề từ vựng thì nó thì chúng mình vừa học ở trên trường và vừa học ở trung tâm rồi, thế nên là về vốn từ gần như là các bạn sẽ không có nhiều vấn đề. Mà có đối với phần ngữ pháp ý, thì các bạn mới chỉ mới tìm hiểu sơ, tìm hiểu cái mặt một mặt của phần thì thôi, thế nên là chúng mình sẽ cần phải ôn tập kỹ hơn về cái dạng thì này, cái dạng thì và dạng ngữ pháp để chúng mình có thể làm bài nó được tốt hơn. Nào, ở phần này thì mình sẽ có 6 chủ đề mà chúng mình cần phải tìm hiểu nhá. Đầu tiên thì sẽ là liên quan đến từ vựng này, thứ hai là kỹ năng ngữ pháp, bài về ngữ pháp và kỹ năng viết, thứ ba là về phonics âm tiết này, thứ tư là về kỹ năng đọc và thứ năm là về kỹ năng nghe. Hầu hết cái dạng bài này của chúng mình đều là dạng bài thi về trắc nghiệm, nó chỉ có một phần câu hỏi nhỏ, xong là phần ngữ pháp và phần kỹ năng viết là liên quan là mình cần phải viết thôi. Nhưng mà cái dạng này thì nó sẽ chỉ là sắp xếp câu, mình sẽ cần phải sắp xếp lại thành câu đúng thôi. Cô sẽ đi vào cấu trúc của từng bài một nhé. Đầu tiên với phần từ vựng này, chúng mình sẽ có 4 dạng và 6 dạng này. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy nhá, đó là matching words with the pictures hoặc là choose the word that describe the pictures. Rồi trong phần dạng câu 1 này, Nancy trong cái phần dạng câu 1 này thì mình sẽ làm gì đấy? Theo Nancy. Ở đây mình có từ là matching words hoặc là choose the words. Dạng bài nó sẽ là gì? Đã, matching mình sẽ có là gì nhỉ? Nối đúng không? Mình sẽ có là nối từ vựng với bức tranh hoặc là chọn từ vựng mô tả bức tranh. Rồi, sang đến dạng bài thứ hai này, mình sẽ có dạng bài hai là unscramble the words. Unscramble the words cho Bảo Anh hiểu là gì, Nguyễn Bảo Anh? Sắp xếp câu Sắp xếp gì? Sắp xếp chữ cái, sắp xếp chữ cái thành một từ vựng đúng. Dạng này thì chúng mình đã được làm trên trường rất là nhiều lần rồi, sắp xếp chữ cái thành một từ vựng đúng. Ngoài ra mình có missing letter. Missing letter là gì nhỉ? Điền chữ cái thiếu. Rồi tiếp theo này, number này là cho phép tính mà chúng mình sẽ làm đúng. Hoặc này ra là word one out này, chọn từ, các từ còn lại và dạng bài cuối cùng đó là đọc và điền từ còn thiếu. Hầu hết các dạng bài này thì chúng mình đều không có, nghĩa là chúng mình đều có thể tự hoàn thiện được đối với dạng bài như là bài điền và điền từ này, bài nối hoặc là bài chọn từ khác những từ còn lại. Sang đến phần thứ hai là phần kỹ năng ngữ pháp và phần kỹ năng viết. Ở phần này nhá, chúng mình sẽ có nhiều dạng hơn, mình sẽ có nhiều dạng hơn và chúng mình sẽ cần chú ý cách dùng, cách làm của từng bài. Đầu tiên này, đối với dạng là look, read and choose, ở đây thì mình sẽ là quan sát, chọn đáp án. Sang bài thứ hai, reach and match, theo môn nào? Dạng bài thứ hai này sẽ là gì hả môn? Là đọc và nối ạ. Học và nối. Rồi bài thứ ba là từ arrange, arrange the sentences, môn nào? Linh Hương nào?
Môn Linh Hương. Theo môn Linh Hương thì dạng bài arrange the sentences này nghĩa là gì? Cái bài này có nghĩa là sắp xếp câu trả lời ạ. Sắp xếp trật tự từ trong câu thành một câu hoàn chỉnh. Rồi, bài từ tư này, các fill. Điền từ vào chỗ trống. Bài thứ năm đó là form the verb. Lucy, theo Lucy thì bài form the verb này nghĩa là gì? Theo Lucy dạng bài form the verb này nghĩa là gì hả Lucy? Hình thức Chia động từ ở trên nhỉ? Có dạng bài là chia động từ. Rồi, complete the sentence thì nghĩa là hoàn thiện câu. Rồi, sang đến những bài tiếp theo là look and choose the correct thì là của bài vòng 2 này. Để sẽ là quan sát và trả lời đúng, hoặc là bài tiếp theo là đọc phản đối này, trả lời nhìn ảnh và đặt câu trả lời hoặc là theo câu hỏi. Thì đó là phần viết của chúng mình, ngữ pháp. Sang đến phần thứ hai, phần tiếp theo, phần thứ ba là phần về âm tiết này. Đầu tiên mình cũng có là phone missing letter. Missing letter thì mình có lẽ cũng giải thích rồi, đó là điền chữ cái còn thiếu. Tiếp theo này, select the picture that starts with the letter, có nghĩa là mình sẽ chọn, người ta sẽ cho mình một bức tranh này, sau đó mình sẽ chọn chữ cái mà có từ bắt đầu bằng âm tiết đấy. Ví dụ cô cho hình ảnh một từ apple, một hình ảnh là apple này, vậy thì mình sẽ đáp án như là letter A, letter B, letter C. Vậy thì chúng mình sẽ khoanh vào cái chữ cái có cùng với âm tiết bắt đầu theo cái bức tranh tương ứng của mình. Chọn chữ cái. Đó. Tương ứng với bức tranh. Tiếp theo dạng thứ ba là choose the beginning sound. Chọn âm tiết bắt đầu. Hoặc là khoanh tròn này. Rồi, sang đến phần tiếp theo, phần kỹ năng đọc này. Kỹ năng đọc của chúng mình thì mình sẽ có dạng bài như là đọc và chọn đáp án đúng. Sang bài tiếp theo đó là đọc và nối này. Ngoài ra này, thì mình sẽ có một dạng tiếp theo đó là đọc một đoạn văn ngắn và trả lời. Ở trong phần câu hỏi trả lời này thì nó sẽ có hai dạng nhé. Đầu tiên là đặt câu hỏi đọc hiểu, và thứ hai đó là cho mình lựa chọn choose hoặc là false, đúng hoặc sai. Phần tiếp theo kỹ năng nghe này, kỹ năng nghe của mình sẽ có là cũng là nghe và chọn đáp án đúng này, hoặc là nghe và tick yes hoặc là no, rồi nghe và viết. Mình sẽ thường là viết số hoặc là chữ cái theo dạng đánh vần. Rồi sang phần ngữ pháp nhé, cô sẽ đi nhanh về phần ngữ pháp này. Phần ngữ pháp của chúng mình sẽ cần phải làm thi như sau. Đầu tiên này, thì hiện tại đơn theo chúng mình cách dùng của thì hiện tại đơn là gì? Có ai nắm được cách dùng của thì hiện tại đơn là gì không? Theo Nancy, Bảo Anh, Lisa.
Rồi, đây cô sẽ nói luôn nhé để các bạn không biết. Cách dùng này. Mô tả một sự vật sự việc xảy ra trong thời điểm hiện tại. Là mô tả một sự thật hiển nhiên, giống như là mặt trời thì mọc ở đằng đông, hoặc là đằng tây, đó là một sự thật hiển nhiên. Rồi mô tả một thói quen hoặc đi lặp lại nhiều lần để là cách dùng của thì tại đơn cấu trúc nhé. Cấu trúc thì mình sẽ có dạng hai dạng cấu trúc, đầu tiên là dạng cấu trúc của động từ to be và dạng thứ hai là cấu trúc của động từ thường. Đối với những từ có động từ thường này thì chủ yếu của nó mình sẽ chia làm động từ chia thêm s hoặc là es. Đối với những danh từ như là he, she, it, danh từ ngôi ba số ít thì động từ của mình sẽ theo sau đó là động từ thêm s hoặc là động từ thêm es. Còn đối với những cái chủ ngữ như là I, you, we, they thì động từ sẽ luôn ở dạng nguyên thể. Đối với trong câu phủ định nhá, trong câu phủ định hoặc là câu nghi vấn thì trợ động từ đi kèm đối với danh từ ngôi ba số ít là does. Nhớ rằng các bạn sẽ phải nhớ rằng là theo sau trợ động từ là does thì động từ theo sau nó sẽ là dạng động từ ở dạng nguyên thể. Còn đối với những chủ ngữ ở dạng ngôi ba số nhiều như là I, you, we, they thì động từ trợ động từ của nó sẽ là do và đi kèm đằng sau đấy cũng sẽ là một động từ dạng nguyên thể. Sang đến phần thì tiếp theo này. Phần thì tiếp theo của mình sẽ có là thì hiện tại tiếp diễn. Thì tại tiếp diễn của chúng mình thì nó sẽ khác một chút này. Đầu tiên thì nó sẽ là mô tả. Chúng mình sẽ cần phải nắm được đó là nó sẽ mô tả một sự vật, sự việc xảy ra trong thời điểm nói. Ví dụ là cô đang giảng bài, có nghĩa là hành động này đang được xảy ra và chúng mình nghe thì là hành động mà chúng mình thì nhờ tiếp thu thụ động không thông qua việc thông qua việc mà cô đang giảng bài thì chúng mình sẽ tiếp thu thông qua bài học đó để sẽ là mô tả một sự vật sự việc xảy ra tại thời đang xảy ra. Cô sẽ ghi thêm nhé, đang, nhớ là mình sẽ ghi là đang xảy ra tại thời điểm nói. Hoặc là nó cũng sẽ có làm được là một sự vật, một hành động được lên kế hoạch trong thời điểm gần. Đó. Ngoài ra nhá, thì mình có thể giới thiệu lúc của nó, mình sẽ có là từ now này, right now, at the moment, at the present. Hoặc là mình có thể một cái cụm thời gian cụ thể gồm giờ này, thời gian trong ngày, chẳng hạn như vào lúc 12 giờ trưa, nghĩa là at 12 o'clock noon, at noon, thì đó là thời gian cụ thể. Ngoài ra thì mình sẽ có những cái từ liên quan đến từ cảnh báo cũng như là look, watch hoặc là listen. Theo sau những từ này thì nó sẽ là dấu chấm than. Đó, thì nó sẽ rơi vào thì hiện tại tiếp diễn. Và chúng mình phải nhớ rằng nhá, trong thì hiện tại tiếp diễn, trợ động từ đi kèm của nó sẽ là is, am hoặc là are. Và động từ của nó sẽ là động từ đã phát âm. Ví dụ nhá, có thể có một cái ví dụ này. Ví dụ, đây sẽ là my teacher. Nào, theo chúng mình, my teacher ở đây thì cái trợ động từ đi kèm của nó sẽ là is, am hay là are? Lucy. Tại vì sao nhỉ? Tại vì đây là chủ ngữ số ít. Đúng rồi, my teacher đây là gì nhỉ? Chỉ một đúng không? Vậy thì động từ nó sẽ là is. My teacher is talk. My teacher is teaching. Động từ của mình, động từ nguyên thể của mình là từ teach.
teach, và động từ thêm in sẽ là teaching. Ngoài ra có một cái ví dụ nữa là my brother and I. Moon à? Moon cake. Theo moon cake thì my brother and I thì trợ động từ của nó sẽ là gì? Is, on hay là are? Tại vì sao? Tại vì my brother and I là số nhiều ạ. Gồm chỉ hai người đúng không? Thì mình sẽ gọi là are playing. Đó. Đến lần tiếp theo này, mình sẽ gọi là phần động từ khuyết thiếu. Động từ khuyết thiếu của chúng mình sẽ có những dạng như sau. Ví dụ như mình sẽ có là từ should này, nên này, must này, cần phải này, hoặc là can, có thể, may, thế. Đó thì là những dạng động từ khuyết thiếu. Cấu trúc này, cấu trúc của động từ khuyết thiếu thì mình sẽ có là những động từ khuyết thiếu cộng với động từ ở dạng nguyên thể. Nhớ nhá, trợ động từ khuyết thiếu như là should, must, can, could, may, might thì nó sẽ đi tiếp đi. Sau nó sẽ là một động từ ở dạng nguyên thể. Ví dụ này, chúng mình có thể nhìn thấy là she can speak Chinese thì động từ trong câu của nó là speak, động từ không chia thêm s hoặc là es, và trợ động từ của nó sẽ là can, có thể. She can speak Chinese. Rồi, ngoài ra phần tiếp theo thì mình có thể ôn tập đó là phần những dạng câu hỏi có từ để hỏi và dạng câu hỏi ở dạng trả lời là yes hoặc là no. Sang phần tiếp theo này sẽ là phần về từ vựng nhá. Phần về từ vựng của chúng mình thì chúng mình sẽ được chia sang là những cái dạng như về số đếm này, hình dạng, màu sắc, quần áo, gia đình này, địa điểm, động vật. Hầu hết những cái dạng từ vựng này chúng mình đã được học rồi, và trong cả chương trình của trung tâm và cả chương trình trong trường học của chúng mình đều đã được học những cái dạng từ vựng này rồi. Có chăng thì chúng mình cũng sẽ chỉ là ôn tập và mở rộng thêm vốn từ đó. Cô sẽ có một vài bài thực hành cho chúng mình nhé. Chúng mình có đang nhìn thấy phía mà cô chia sẻ không? À đúng không? Rồi, phần đoạn đầu tiên này sẽ là phần pronunciation, phần phát âm. Ở trong bài này là chúng mình sẽ điền chữ cái còn thiếu trong câu. Rồi, cô sẽ làm 5 câu đầu tiên nhá. Just wait. Đọc câu 1, câu 10 bảo anh Lisa. Theo bảo anh Lisa thì câu 1 mình còn thiếu chữ cái gì? Thiếu chữ cái o. Ờ đúng rồi, mình sẽ có từ thiếu là từ are. Đó. Tiếp theo, câu 2. Đây mình có từ rock. Rock. Admin, admin là bạn nào? Em đưa cô là thiếu chữ diêu ạ. You đúng rồi, Lisa đúng không? Đúng đúng không? Ok, đúng rồi. Tiếp tục nào. Tiếp theo mình có từ and. Sydney. Theo Sydney, chữ cái còn thiếu trong này là gì? Ok, letter U. Rồi, tiếp tục này, mình có từ shelf. Moon.
Linh hương, mua linh hương. Mua linh hương. Con đang có sao đèn chữ ây ạ. Ấy. No. Shelf. Cái kệ cơ mà. Muốn khách. Oh, let's see. Ngồi đây mình có shelf. Let's see. Từ cuối cùng là snail. Nancy, cho Nancy câu cuối cùng của mình sẽ điền chữ cái gì? Letter A. Let's say A, very good. Thank you. Rồi, xong đến phần tiếp theo này, dạng bài 2 của chúng mình có nghĩa là nhìn bức tranh này và chọn chữ cái có âm tiết đầu tiên bắt đầu. Ví dụ này, mình có từ goat, câu 1, goat. Vậy thì letter nào sẽ là letter đầu tiên? Moon. À nhầm, Lisa BB4. Cô là letter gì vậy? Letter G, thank you. Goat. Rồi, đến phần tiếp theo mình có từ coconut. Đây, chúng mình có thể nhìn thấy bức tranh coconut. Vậy thì theo Lucy sẽ là gì? Letter C, thank you. Rồi, tương tự nào. Mình có từ jacket. Jacket. Bảo Anh, Lisa BB6. Jacket là G ạ. G. I don't have G right here. G. G, G or J? À, J. Yes, J. Rồi, tương tự nào. Câu cuối cùng có từ pillow. Pillow theo chúng mình sẽ là của letter nào? Bức tranh pillow thì theo chúng mình sẽ là letter P, đúng rồi. Giờ sang một phần tiếp theo nhá, cô sẽ chỉ làm hai câu mẫu thôi. Đây là phần mà chúng mình sẽ chọn những từ, khoanh vào những từ có cùng phát âm, có cùng âm tiết đầu tiên nào. Chúng mình nhanh câu 1 nhá. Câu 1 theo chúng mình thì những từ nào có cùng phát âm và cùng chữ cái đầu tiên? Nancy. Onion. Onion. À, đây là chọn những từ có cùng chữ cái đầu tiên. Nancy, xin đọc lại. Playground and pictures. Đúng rồi, playground and picture để bắt cái P. Rồi, cô sẽ mời Moon khách. Muốn cách làm cho cô câu số 4. Muốn cách. Sydney. Theo Sydney câu 4 thì mình sẽ có những từ nào là những từ cùng khớp? Monday Yes, Monday and mirror. Okay, thank you. Rồi. Rồi, sang phần tiếp theo nhé, mình sẽ gọi là phần từ vựng. Mình sẽ ôn tập nhanh về phần từ vựng và phần ngữ pháp. Trong bài này này, thì mình sẽ là chọn những từ khác, những từ còn lại nào. Theo câu 1 thì Lisa lớp B4 sẽ chọn là gì? T-shirt, ship, hat and skirt. Hello, cô là ship ạ. It's okay, thank you. Đến phần câu 2. Câu 2, Lisa BB6. Triangle, blue, oval Blue. and heart. Rồi, những từ còn lại thì đều là những từ chỉ hình dạng. Còn clue thì sẽ là từ chỉ về đường học tập này. Hoặc là câu số 8 nào. Câu số 8, mời Lu, cô mời Lucy. Motorbike, drawer, ship and truck. Theo Lucy, câu nào sẽ là từ sai? Ok, bro, ngăn kéo tủ đúng không? Những từ còn lại đều chỉ là phương tiện giao thông. Rồi.
Rồi, B nhá, đây sẽ là bài vựng bài tập liên quan đến phép tính này. Chúng mình nhìn nhá. Theo chúng mình, câu 1 các bạn sẽ là gì? Linh hương, muôn linh hương. Vân vân cơ là V11 ạ. Rồi, bây giờ có là 6 and plus 5 thì mình sẽ có là 11. Rồi, tương tự này. Bạn sẽ quyết là sẽ bỏ qua đấy. Nên nó không dễ. Nên là mình sẽ không đi nhanh rồi đi những bài này. Sang đến bài chia động từ nhá. Bài tập chia động từ này. Đầu tiên có một, mình có chủ, mình có từ là từ this. Vậy thì theo sau this sẽ là gì hả? Muốn, muốn khách. Muốn khách có thể nhắn vào đây cho cô được nhá. Còn đáp án là gì? This is, this are hay là this am? Theo Lucy, Lucy câu 1 của mình sẽ có đáp án là gì? Là E. Câu mình sẽ có là this. This is. Rồi, tương tự này. Chúng cũng là ai? Bị động từ theo sau sẽ là gì? Lisa BB6. I am Angie. I am. Rồi, tiếp tục này. Cô có từ câu số 8 này. What are these? They are pencil case, notebook hay là crayon? Nancy. Nancy, câu số 8 là sẽ là gì? They are pencil case. Pencil case, bởi vì là sao nhỉ? Notebook hoặc là crayon thì mình không có dấu hiệu của những từ dạng số nhiều. Rồi, cô sẽ chuyển sang bài sắp xếp câu nhá. Sắp xếp câu này. Nhìn vào câu 1 nào. Bạn bạn nào trả lời được câu 1? Bảo Anh. Bảo Anh đi B6. Sao Bảo Anh B6 thì câu nào sẽ là câu đúng? I have a lot of, hay là I have lot of a pet, hay là I a lot of a pet. Có ai I ngồi câu A. Tôi có gì nhỉ? Rất nhiều cuốn cứng. Rồi sang đến câu 2. Câu 2 nào. The cage are in the parrots, hay là the parrots are in the cage, hay là in the cage are the parrots. Lucy, theo Lucy câu số 2 là nào sẽ là đúng? ăn B hay C? bia B, đúng rồi. Đây mình sẽ gọi là the parrots. The parrots, những con gì nào? Vậy thì đang ở trong cái lồng. The parrots are in the cage. Còn nếu như mình chọn câu C là in the cage, the cage của mình đây là chỉ có một thôi. Mà nếu như mình dùng is thì nó lại không sai. Và thì lại sai lắm, nó không đúng ngữ pháp. Hoặc là câu câu A cũng thế, the cage của mình là chỉ một này. Thì động từ cái sau đó sẽ phải là is, không phải là are. Giờ cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo này. Mình sẽ làm nốt phần C nhá. Phần C này, đọc và chọn từ đúng. Câu 1 nào. My name's Quan. Today my family at home. Sydney. Theo Sydney, đáp án câu 1 sẽ là gì? It's Is, đúng rồi, đáp án A. Câu số 2, Lucy. Theo số 2 là
is. We, mình còn chúng của mình là we. Câu số 2 là o, con nhìn nhầm ở câu số 3. We are, đúng rồi. Câu số 3 nào. Muôn linh hương. Father is watching TV. My father is watching TV là bạn ai, đúng rồi. Câu số 4 nào. Lisa đi B4. My mom is. My mom is playing the piano. Okay, B hay là C? See ya. C, C. Con xem, con nhìn kỹ lại nhá. My mother is. Ở đây mình đã có trợ động từ rồi. Vậy thì đến câu C mình mình sẽ đặt B. Bạn chú ý nha. Ở câu số 5, câu cuối cùng, Nancy nào. My brother is. My brother is Bạn sẽ là B là C. listening. Listening. Rồi, sang đến phần câu hỏi tiếp theo này. Bài này sẽ là mình sẽ trả lời câu hỏi từ bài đọc trên để mình đã làm đúng. Câu hỏi đây mình sẽ có một này. Where is Huy? Bạn trả lời cho câu này. Bảo Anh đi B6. His family are at home. Đấy, đáp án mình sẽ có là B. Tại sao mình không chọn là A? Tại sao mình không chọn là B? Vì đây là gia đình của con, không phải là gia đình của mình ạ. Ok, có hai câu đó là câu B và câu C. My family are at, là my family is at home. His family are at His family. Nào bây giờ gia đình của anh ấy thì sẽ là có mấy gia đình? Có mấy gia đình không? home. Có một đúng không? Thì động từ theo sau nó là o thì đúng hay sai trong trường hợp này đấy là Lisa. Sai đúng không? Gia Vâng. đình chỉ một mà mình sẽ có đáp án là gì? B and C. His family is. Rồi câu số 2 mình có đáp án là What are his parents doing now? À, nhỉ? Bố mẹ của anh ấy thì đang làm gì? Lucy nào? Theo Lucy thì câu này đâu là câu đúng? Con là câu C ạ. Lucy, tại sao mình không chọn là A hoặc là B? Vì A là nó thiếu động từ to be, với cả B là không phải là gia đình của anh ấy, không phải là bố mẹ anh ấy làm gì ạ. Câu B thì là mình đang dùng từ sở hữu sai đúng không? À, đúng rồi, mình sẽ là C. Câu số 3 là câu cuối cùng. Mình sẽ gọi là What is his brother doing now? Sydney. Theo Sydney thì câu này đâu là câu đúng? Câu hỏi số, có trong câu hỏi 3 câu này sẽ là câu đúng. His brother is playing video. Okay. His brother, mình sẽ có là một anh trai, là hai anh trai hay là nhiều anh trai ạ? Sydney. Quân thì có mấy anh trai? Một hay là hai? Lisa, Lisa đi B4 nào. Xong cô ba này thì Quân thì sẽ có mấy anh trai? Lucy. Theo Lucy thì sao? Xong câu 3 này các bạn sẽ làm đúng. Đáp án đúng của câu 3 là Rồi. B. His brother is listening to music. Bây giờ mình sẽ đọc lại nhá. Đây mình có là gì nhỉ? My brother is listening to music and I play and I am playing video game. Anh của tôi thì nghe nhạc, còn tôi thì chơi game đúng không? Đáp án của mình sẽ là câu gì? Câu B. Đáp án của mình sẽ là câu B.
Tại sao mình không chọn được câu C hả Lucy? Câu C là có hai anh trai cơ, nhưng mà bạn bài đọc bạn ấy nói là có một anh trai. Trong bài đọc thì mình chỉ có một đúng không? Còn trong câu trả lời là có hai thì đoạn này sẽ là đoạn sai. Rồi. Đấy là toàn bộ những cái gì nội dung cấu trúc mà chúng mình có thể ôn tập trong cái phần một, trong vòng một của chúng mình. Trong phần này các lớp cô sẽ gửi lại cho chúng mình phiếu này và cả đề ôn tập. Đặc biệt nhá là chúng mình sẽ ôn tập cả phần ngữ pháp nhá, đối phần ngữ pháp cả như phần trên động từ ý. Các bạn sẽ phải ôn tập bài kỹ. Thế các bạn có hỏi câu hỏi gì không? Sau buổi ôn tập các bạn hỏi cô vấn đề gì không? Có bạn chỉ thắc mắc như là về đề này hoặc là cấu trúc bài thi phần nào mà mình chưa hiểu ý, hoặc là thắc mắc gì không để cô giải quyết luôn. Nếu như chúng mình không có thắc mắc, không có ý kiến gì, vậy thì cô sẽ dừng buổi Zoom lại tại đây nhá. Vâng. Ok, goodbye. Goodbye teacher. Yes, goodbye. Goodbye teacher. Goodbye.